nhỉ? Cháu tên là Bàn. Bàn à? Băng băng, tên Bàn. 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 Tôi là Bằng. Vâng. Vâng, thì đầu gỗ tụ tám xin kính chào các bác nhé. Và hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2021 và rất hân hạnh được đón bác Bằng. Vâng. Bác Bằng đúng không? Vâng, có con trai là Bàn nữa. Vâng, hai bố con bác sang đang ký duyệt bộ sản phẩm. Đó là bộ nghê bảo đỉnh chất liệu gỗ gõ đỏ và cột là còn 14 gồm 6 món. Vâng, trên này quý vị đây là bác Bằng này. Đó là bác ở xã gì nhỉ? Phú Nham, huyện Phú Ninh. Vâng. Đây đây đây. Vâng, anh Bàn đã đặt tương đối bộ ghế này cách đây hơn tháng rồi. Vâng, xong và hai bố con nhà bác đã sang để ký duyệt. Vâng. Ký duyệt phần mộc. Đấy. Rất là đẹp. Nghi bảo đỉnh nhá, cột 14 và chất liệu gỗ gõ đỏ gồm 6 món. Vâng, thì bắt đầu có nhu cầu sở hữu bộ ghế nghi bảo đỉnh như của nhà bác Bằng ở Phú Nham, Phú Ninh thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám không em nhá. Cái bàn này đang đục.